chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là một số tin chính sẽ có trong bản tin. Chỉ 30-40% doanh nghiệp thủy sản đủ năng lực phục hồi sản xuất. Đà Nẵng đặt mục tiêu thực hiện tiêm bao phủ vaccine mũi 1 cho người dân trong tháng 9. Tam Kỳ quan tâm hỗ trợ việc làm cho người lao động trở về từ vùng dịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, một tin vui đối với vaccine Made in Việt Nam đó là chiều ngày 18 tháng 9, Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học Quốc gia đã thông qua báo cáo nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giữa kỳ giai đoạn 3 với vaccine Nanocovax. Đây là lần thứ hai hội đồng này họp đánh giá đối với vaccine COVID-19 đầu tiên của Việt Nam hiện được thử nghiệm ở giai đoạn 3. Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học Quốc gia xác nhận vaccine Nanocovax của công ty Nanogen đạt các yêu cầu về an toàn và tính sinh miễn dịch. Đến nay, vaccine Nanocovax đã hoàn tất thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với 13.000 người tình nguyện đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VSEP, hiện chỉ có 30-40% doanh nghiệp có đủ năng lực để phục hồi sản xuất ngay sau khi kết thúc giãn cách xã hội. Số doanh nghiệp còn lại rất khó hoặc cần thời gian dài để phục hồi hoạt động. Cụ thể, để doanh nghiệp khôi phục được 50% công suất cần từ 3-6 tháng, khôi phục 70% công suất cần từ 9 tháng đến 1 năm, khôi phục 100% công suất sản xuất cần từ khoảng 1,5 đến 2 năm. Giữa tháng 7, các tỉnh phía Nam có 449 nhà máy chế biến thủy sản hoạt động, nhưng đến đầu tháng 9 đã có 176 trên 449 nhà máy ngừng sản xuất do không đáp ứng được gánh nặng chi phí duy trì 3 tại chỗ. Xuất khẩu thủy sản đã giảm mạnh vào nửa cuối tháng 7 và trong tháng 8 giảm 36% so với cùng kỳ 2020. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tiên Phước đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các chức sắc tôn giáo trên địa bàn. Theo đó, có 26 chức sắc tôn giáo được tiêm ngừa vaccine đợt này. Trước khi tiêm, các chức sắc tôn giáo đã được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc và hướng dẫn khai báo y tế và các tờ khai có liên quan. Được biết, đến nay, huyện Tiên Phước tiến hành 7 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 với 4.300 mũi tiêm. Đà Nẵng đang được Bộ Y tế phân bổ số lượng lớn vaccine phòng COVID-19 và thành phố này cũng đặt mục tiêu sẽ tiêm bao phủ vaccine mũi 1 cho người dân trong độ tuổi trên toàn thành phố trong tháng 9. Hiện Đà Nẵng đang tăng tốc triển khai tiêm chủng cho người dân theo kế hoạch. Hiện Đà Nẵng có 800.000 người trong độ tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo kế hoạch phân bổ vaccine, thành phố đặt mục tiêu thực hiện tiêm phủ mũi 1 cho người dân trong tháng 9. Đây là đợt tiêm chủng lớn nhất tại Đà Nẵng. Để đảm bảo tiến độ và an toàn trong quá trình tiêm chủng, ngành y tế tăng thêm nhiều điểm tiêm và phân bổ vaccine về các quận huyện. Trên tinh thần vaccine về đến đâu, tiêm nhanh, tiêm an toàn đến đó, tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng đều được tiêm chủng. Ngành y tế và các địa phương phối hợp trong công tác tổng hợp danh sách, phân luồng, sàng lọc, đảm bảo an toàn, giãn cách tại điểm tiêm. Đồng thời, một vài bệnh viện tuyến trung ương cũng tăng cường hỗ trợ xuống tuyến phường, xã để đủ vaccine đến toàn dân. Để đảm bảo cho các trường học quay trở lại hoạt động, công tác tiêm chủng cũng được triển khai cho giáo viên ở các cấp học. Riêng với trường hợp người ngoại tỉnh và người dân Đà Nẵng đang mắc kẹt ở ngoại tỉnh sẽ được tiêm trong đợt tiếp theo. Nhằm chung sức phòng chống dịch bệnh COVID-19, đoàn cơ sở Cục Thuế Quảng Nam vừa tổ chức trao tặng nhu yếu phẩm, máy lọc nước và dụng cụ đồ dùng phòng chống dịch cho đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Nam, với tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng từ sự đóng góp của đoàn viên thanh niên Cục Thuế Quảng Nam. Thưa quý vị và các bạn, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8 2021, Tam Kỳ có hơn 400 công dân trở về từ vùng có dịch. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh làm cầu nối giải quyết việc làm cho những trường hợp nằm trong độ tuổi lao động với các ngành nghề như may công nghiệp, sửa chữa máy tính với trình độ tay nghề phổ thông, nhân viên văn phòng. Ghi nhận của chúng tôi về sự kết nối hỗ trợ này. Sau 8 năm bôn ba làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Phước Kỳ là một trong những công dân được hỗ trợ trở về Tam Kỳ và quyết định ở lại quê tìm kiếm một công việc ổn định. Đã có kinh nghiệm trong sửa chữa máy tính, nên anh Kỳ quyết định chọn công việc này tại một cửa hàng mua bán và sửa chữa máy tính nằm trên đường Hùng Vương. Công việc này anh Kỳ có được là nhờ sự kết nối của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Quảng Nam. Sau khi mà em trở về vùng dịch, đó, thấy cách ly theo cái quyết định của địa phương xong đó, thì cũng được bên cái hỗ trợ việc làm của thành phố Tam Kỳ mình đó, thì cũng có đưa có cái tờ giấy để mà em đăng ký để tìm việc ở đây. Thì trong cái
cái về đây thì em cũng mong muốn rằng là em lần này em về là em sẽ về luôn, em về ở đây luôn rồi kiếm một công việc nó ổn định ở đây. Anh Nguyễn Phước Kỳ là một trong 16 trường hợp công dân Tam Kỳ trở về từ vùng dịch, đủ điều kiện từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh kết nối tìm kiếm công việc tại các khu cụm công nghiệp, công ty, cửa hàng tư nhân trên địa bàn thành phố và tỉnh Quảng Ngãi. Trong số này đã có một số lao động đã đi làm việc, thử việc, còn lại đang chờ doanh nghiệp gọi phỏng vấn. Hiện trung tâm đang tập trung rà soát thông tin của các địa phương gửi về để thực hiện hoạt động kết nối hỗ trợ việc làm cho người dân trở về từ vùng dịch được nhanh chóng thuận tiện nhất. Đối với Tam Kỳ là một địa phương sớm có cái danh sách phối hợp với trung tâm trước, qua cái danh sách của phòng lao động thương binh xã hội thành phố Tam Kỳ cung cấp cho trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam, thì chúng tôi đã phối hợp với các doanh nghiệp và đã giải quyết kết nối cái số lao động trở về vùng dịch, và cụ thể như là 29 cái lao động từ vùng dịch trở về trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, thì chúng tôi đã kết nối được 16 trên 29 cái lao động qua cái việc làm Tam Kỳ. Ngoài sự chủ động tham mưu ủy ban của phòng thì cũng được sự phối hợp tích cực của trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, nên công tác này được triển khai được thuận lợi và nhanh chóng. Thì một trong đó một số cái người lao động cũng đã được kết nối với doanh nghiệp để mà có công việc trong thời gian tới. Tam Kỳ là địa phương đầu tiên của tỉnh gửi danh sách số lao động có nguyện vọng tìm kiếm việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh. Với sự phối hợp tích cực giữa hai bên, đã từng bước góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trở về từ vùng dịch sau khi thực hiện xong cách ly, qua đó góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội giữa lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động lớn đến đời sống người lao động. Bản tin phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.